Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ben làm 51 người tử vong. Nguyên nhân chủ yếu do vi phạm tốc độ, lấn tuyến, thiếu quan sát. Xe ben trở thành nỗi ám ảnh với người đi đường. Với quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này, Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã họp 80 doanh nghiệp kinh doanh vận tải để yêu cầu chấn chỉnh hoạt động xe tải, xe ben. Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát thường xuyên. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Nha Trang cho biết, sau một thời gian triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tài xế xe tải, đặc biệt là tài xế xe ben đã chấp hành nghiêm túc về vấn đề tốc độ, tải trọng, phần đường, làn đường.